Anh em hỏi về da dép với xì bo đó, hỏi là hải quan chính ngạch, thanh lý hải quan, thanh lý một chỗ, mẹ bồng con, các kiểu sao á. Em xin phép review theo cái điều em biết thôi, chứ em không dám múa rìu qua mắt thợ. Anh em thợ bỏ qua giùm em. Xe hải quan chính ngạch có nghĩa là xì bo với da, biển số ở quận nào mang biển số ở quận đó. Ví dụ ở quận nhất về thì có chữ T, Thủ Đức thì có chữ X. Bạn xuất ra Bình Dương, góp rút vào xe gấp ra Bình Dương, nhập về Bình Dương vẫn được luôn. Xong Bình Dương chuyển về thành phố, ai hộ khẩu quận nào thì sẽ ra chữ cái của quận đó. Rồi, đó là hải quan chính ngạch thì giá rất rác. Xì bo hải quan chính ngạch với da dép thì bén lắm, mắc lắm. Nên qua một cái nhóm thấp hơn là thanh lý hải quan. Đối với da dép mà bản Movista đó, bản 5000 giới hạn thì chỉ có thanh lý hải quan. Thanh lý hải quan là sao? Có nghĩa là xe mang về các có đợt thì làm ở Đà Nẵng, Quy Nhơn, Bến Tre, rồi có lúc ở 282 mình. Tức là giống như tịch thu xung công quỹ, xong bán ra lại cho dân, hồ sơ cà vẹt đầy đủ, anh em sang tên thoải mái, rút gốc được là sang tên được. Lý hải quan cũng có một số trường hợp, hoặc là những cái xe mà một số trường hợp là cà vẹt với số khung số máy với biển số nó trùng nhau á, đó là trường hợp xe thanh lý hải quan mà bị mờ số khung số máy thì người ta đóng lại số khung số máy theo biển số, người ta đóng đâu bất kỳ thì nó cũng là dạng của thanh lý hải quan. Còn có trường hợp thanh lý một chỗ là làm sao? Thanh lý một chỗ cái này là do lỗi hồ sơ nó mới xuất hiện ra chữ thanh lý một chỗ, chứ bình thường xe thanh lý số khung số máy trùng biển số hay gì rút về các tỉnh đều được, với điều kiện là bạn có bộ hồ sơ thanh lý của gốc, ví dụ như biển số 63, số khung số máy 63 nó đục tùm lum chứ không đục chỗ riêng nha. Bạn có một tờ hồ sơ dạng như thanh lý của công an tỉnh Tiền Giang với lại một cái tờ trà số khung số máy mà đóng lại á, giống như cái biên bản đóng lại rồi bạn mới nhập về thành phố Hồ Chí Minh được. Nhưng những xe thanh lý hải quan phải nhập ở tỉnh hoặc thành phố, không được nhập quận. Thành ra biển số nó lúc nào thành phố Hồ Chí Minh mình ấy, nó đều ra là chữ S, tức là về 282 Bình Thạnh. Còn thanh lý một chỗ là sao? Thanh lý một chỗ là mình vừa nói đó, số khung số máy gì đó của thanh lý, nhưng mà bị mất cái bộ hồ sơ cà số máy số sườn lần đầu. Thành ra khi rút gốc ở tỉnh đi, ví dụ biển số đó 63, rút ở tỉnh 63, thiếu mấy giấy tờ đó, bên 63, bên tỉnh mình cũng không tìm ra. Tức là hồ sơ gì chỉ có cà vẹt với bộ hồ sơ gốc, thành ra chỉ thanh lý ở Tiền Giang đi thôi, ở 63 thôi, không thể nhập về thành phố Hồ Chí Minh, gọi là thiếu giấy tờ. Thành ra nó xuất hiện ra hiện tượng gọi là thanh lý một chỗ. Chứ bản thân xe công an đã thanh lý hải quan, tức là nó có cà vẹt, hồ sơ đầy đủ thì bạn nhập tỉnh nào cũng được hết, nhưng mà phải nhập ở tỉnh hoặc thành phố, không được nhập ở quận. Rồi xe mẹ bồng con là sao? Xe mẹ bồng con tức là mình có chiếc xe như vậy, mình cớ mất cà vẹt rồi làm thêm cái biển số, coi như là mới hai mảnh, có cà vẹt chính, cà vẹt bao soi rọi mà, tại cà vẹt đó cớ mất, nhưng mà trước khi cớ mất cà vẹt đó là cà vẹt xịn, phôi xịn, thành ra các bạn có bao soi rọi là như vậy. Hugo họ cũng biết, thành ra anh em hạn chế chơi kiểu đó.